Kinh văn: Nhất thời đằng hắng tưới, đất đều chấn động sáu cách. Tán rằng đây là đoạn thứ ba đằng hắng búng ngón tay, và đoạn thứ tư động đất. Đằng hắng là để thuyết kệ cho mà nghe, đã nghe tiếng rồi thì như thực mà tu hành, chẳng phóng dật nữa. Luận nói rằng búng ngón tay là để khiến cho giác ngộ, khiến cho tu hành, giác ngộ rồi thì tinh tiến tu hành. Động đất là để nhắc nhở đôn đốc những kẻ chưa phát tâm ở mười phương hãy phát tâm. Chữ đọc là khánh. Sách Ngọc Thiên nói nghĩa chữ khánh giống chữ khái, có nghĩa là ra tiếng để khiến người khác chú ý. Chữ đọc là khái, còn viết là Ngọc Thiên giải thích là hơi ngược, nghịch khí. Hai chữ khánh khái có nghĩa là đằng hắng, dạng hắng. Kinh văn: Chúng sinh trong đó tới Mâu Ni Phật tán rằng đây là đoạn thứ năm họ thấy rồi thì quy y, có ba ý: một, nhìn thấy rồi sinh ra ưa thích; hai, tiếng trong không trung chỉ giáo; ba, theo lời mà kính lễ. Kinh văn: Đem đủ mọi thứ hương hoa tới như một cõi Phật tán rằng đây là đoạn thứ sáu nói về ghép lọc thành màn, và đoạn thứ bảy nói về thế giới thông làm một, đầu là tán hoa, sau là thành màn. Tán hoa có nghĩa là nghe kinh pháp hoa, ghép lại thành lọc nghĩa là vì ba thừa đầu tiên khác nhau, cuối cùng thành một, che cho hết thảy chúng sinh ở thế giới này. Thế giới thông làm một, trí tâm không gì ngăn ngại, tình độ chẳng gì khác nhau, vì chỉ có một thừa, không có thừa nào nữa. Trên biểu hiện thần lực tám loại khác nhau, luận chỉ giải thích nghĩa của ba loại, lẻ lưỡi, búng ngón tay, đằng hắng. Các kinh khác có 5 loại, chẳng phải thắng nghĩa nên chẳng giải thích. Còn 3 loại trên phần nhiều các kinh khác cũng không theo thắng nghĩa mà giải thích. Thêm nữa, vì 3 loại này chính thức dùng để phó chúc, bởi vậy giải thích riêng. Các thần thông khác chẳng phải là chính cho nên chẳng thuyết. Kinh văn: Bấy giờ Phật bảo tới tu hành như thuyết, tán rằng dưới là lời phó chúc có 5 phần, trong này có 4. Một, kết luận thần lực nói trên vô lượng khó lường. Hai, để dặn dò phó thác thuyết về công đức khôn cùng. Ba, nêu bật 4 loại đều do kinh này thuyết: A, đạo quyền thực; B, lực thần thông; C, lý Phật còn cất giấu; D, trí tuệ thâm sự. 4, kết thành khuyến thụ. Kinh văn: Đất nước sở tại tới mà bác niết bàn tán rằng đây là phần thứ 5 khuyên tùy hỷ cúng dường, đầu tiên nêu ra, sau đó giải thích. Giải thích do 4 nghĩa cho nên phải cúng dường vì pháp thân diệu lý đầy đủ trong này. Chốn chứa đạo thì gọi là đạo tràng, chốn thành đạo, chốn đắc bồ đề, chốn thuyết pháp, chốn niết bàn gọi chung là đạo tràng. 3 nghĩa dưới sẽ giải thích riêng. Kinh văn: Bấy giờ Thế Tôn tới hiện vô lượng thần lực tán rằng đây là 16 tụng chia làm 2 phần. 4 tụng đầu tụng thần lực, 12 tụng sau tụng phó chúc. Đây là phần đầu có 3 mục: 1 tụng nêu ý nghĩa của việc hiện thần lực, 2 tụng 5 thần lực, 1 tụng thuận Phật tâm. Kinh văn: Để giao phó kinh này tới chẳng thể được bờ bến, tán rằng dưới là 12 tụng tụng về phó chúc, trong đó chia làm 3. A, 2 tụng nêu bật công đức vô cùng; B, 8 tụng rưỡi tán tháng riêng; C, 1 tụng rưỡi cuối kết luận khuyến khích tu hành. Đây là phần đầu tán thán phúc quả của người trì kinh để khuyến khích mọi người. Kinh văn: Người trì được kinh này tới rốt giáo trụ nhất thừa tán rằng đây là tán thán riêng biệt có 5 mục: 1, 1 tụng rưỡi thấy Phật; 2, 2 tụng hoan hỷ; 3, 1 tụng đắc pháp; 4, 1 tụng rưỡi năng thuyết; 5, 2 tụng rưỡi năng ích. Trong mục năng thuyết thì các pháp nghĩa là nghĩa vô ngại, pháp danh tự vô ngại, từ ngôn từ vô ngại, nhạo thuyết biện tài vô ngại. 4 vô ngại này đầy đủ như gió vô ngại. Kinh văn: Bởi vậy người có trí tới quyết định không có nghi, tán rằng dưới là kết luận khuyến khích tu hành. Phẩm trúc lũy: 3 môn phân biệt: 1, nói rõ dụng ý; 2, giải thích tên phẩm; 3, giải đáp thắc mắc. 1, nói rõ dụng ý có 3 ý: 1, căn cứ vào thứ tự kinh phẩm, giờ đây phó chúc có 2, trên kia là thần lực, là khiến tin lời phó chúc, đây là xoa đỉnh đầu khiến thực hành lời phó chúc, cho nên có phẩm này. 2, căn cứ vào bản luận, thì phẩm này được thuyết sau phẩm phổ hiền, cho nên luận nói rằng lực hộ pháp là chỉ những điều mà phẩm phổ hiền
và phẩm sau đó thị hiện. Đây dùng tay xoa đỉnh đầu và tự mình hộ pháp khiến họ lưu hành, cho nên có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm trúc, nghĩa là phó thác, lũy, nghĩa là trùng điệp 2-3 lần phó thác khiến họ hộ trì, cho nên gọi là phẩm trúc lũy. Thác nghĩa như trúc, phó cũng nghĩa như trúc. 3. Giải đáp thắc mắc, hỏi: đây là một tay xoa đầu các Bồ Tát hay là các Bồ Tát mỗi người được một tay xoa? Đáp: dùng một tay xoa cùng một lúc vì thần lực của Phật lớn, mỗi người được một tay xoa vì diệu dụng đều khắp. Sau các Bồ Tát ai nấy chỉ thấy có một mình được xoa, sau đó thâm tâm nghe theo lời mà lĩnh thụ. Kinh văn: bấy giờ Thích Ca tới khiến mọi người được thêm ích lợi rộng khắp. Tán rằng: toàn văn phẩm này chia làm 4 phần: 1. Như Lai phó trúc, 2. Bồ Tát kính thụ, 3. Kiến tháp quay về, 4. Các chúng đều hoan hỉ. Trong phần đầu lại có 3 phần: A. Phần đầu 3 nghiệp gia trì phó trúc khiến lưu hành kinh này. B. Phần 2 là đoạn từ nếu có chúng sinh chẳng tín thụ trở xuống, nếu chẳng tín thụ kinh này thì khiến lưu hành kinh khác. C. Phần 3 là đoạn từ nếu các người có thể được như vậy trở xuống, kết luận thành ý khuyến khích để báo ơn Phật. Văn phần đầu này có 3 đoạn.